chào quý vị khán giả. Đây là không gian bếp của Vui Sống Mỗi Ngày. Chúng ta cũng biết bò là một loại thực phẩm rất là quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Và trong bếp của Vui Sống Mỗi Ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một cái món bò kết hợp với rau mà rất là đặc biệt. Chắc chắn mà khi chỉ nghe cái tên thôi, quý vị sẽ cảm thấy thèm ăn ngay. Và người ngày hôm nay sẽ chia sẻ với chúng ta món ăn này, đó chính là người mẫu Lê Khôi Nguyên. Xin chào Khôi Nguyên. Chào Mỹ Nhật và chào khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Trước khi mình bắt đầu nấu thì Nhật muốn hỏi Khôi Nguyên là Nguyên vừa mở một quán ăn, thì Nhật biết là cái người nào mở quán ăn thì chắc chắn phải có một số cái bí kíp về nấu nướng, thì không biết cái món tủ của bạn là món gì? Món tủ của Nguyên trong quán thì cũng rất là ít, tại vì trong quán ăn của Nguyên đa số là những cái món ăn đặc sản của ba miền. Còn Nguyên thì nói như nấu những món ăn rất là ít thôi, giống như là các món ăn của gia đình và các món ăn nhậu, chẳng hạn giống như là món mình sắp nấu bây giờ là mời gỏi bò wasabi. Trước khi mà mình nấu cái món này thì Nhật muốn nhờ Khôi Nguyên giới thiệu sơ qua cái nguyên liệu cho quý vị khán giả nhớ để dễ làm hơn. Thì nguyên liệu của chúng ta gồm có là hành lá, cải bẹ xanh, lá tí tô, chanh, xả, ớt, bò, nước tương, wasabi. Chắc chắn là không thể thiếu wasabi đúng không? Vậy cái món này có tên là gỏi bò wasabi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái gì Nguyên? Từ nước gỏi trước. Nước gỏi mình sẽ làm như thế nào? Cần cái gì bên đây Nhật lấy cho? Nhật cho Nguyên mượn cái chén thôi. Thì chúng ta sẽ lấy là 1 muỗng rưỡi đường, 1 tí muối, 2 trái chanh. 2 trái chanh luôn. Cái món này là ở quán Nguyên là đặc sản. Món đặc sản của quán luôn hả? Để xem hôm nay chủ quán nấu như thế nào, nếu mà cảm thấy hấp dẫn chắc lần sau sẽ ghé quán ăn tiếp. Mình bỏ 1 tí wasabi vào. Như vậy là cũng khoảng tương đương với cái lượng đường hồi nãy. Đúng rồi. Nhỏ. Bình thường là sẽ có ớt hiểm vào để mà tăng cái độ mà cay nồng của nó, là vừa cay nồng mà vừa nghe vị thơm của ớt nữa. Nếu mà làm ở nhà hàng của Nguyên thì sẽ làm cái khối lượng nó lớn hơn thì sẽ bỏ vào máy sinh tố. Sinh tố xay lên sẽ nó hòa tan nó nhanh hơn và nó thấm hơn. Tiếp theo đó là mình sắc hành lá. Khi mà sắc hành lá là mình phải bỏ vào nước để cho nó nước và cộng thêm nước đá để mà cho nó bớt cái vị cay nồng của nó, mà nó sẽ giòn hơn nữa, rất là ngon khi mà mình trộn chung với những cái nguyên liệu khác. Xem là Nguyên rất là am hiểu cái món này ha, món tủ mà. Nguyên làm món này bao nhiêu lần rồi? Ra là lần này là lần thứ 2, thứ 3 là Nguyên làm thôi. Còn ở quán là có đầu bếp làm hả? Dạ đúng rồi. Thường thường thì Nhật thấy người mẫu, mà đặc biệt là người mẫu nam nữa, thì rất là ít khi vào bếp. Thứ nhất là có thể là do không thích chuyện bếp núc, thứ hai là không có thời gian. Vì sao Nguyên lại đam mê ẩm thực như vậy? Thật ra là hồi nhỏ thì cũng gia đình khó khăn á, thì ba mẹ Nguyên là sẽ đi làm suốt cả ngày thôi, thì chỉ có một mình Nguyên ở nhà thôi. Thì chỉ một người ở nhà thì mẹ sẽ mua sẵn đồ ăn Nguyên ở nhà, Nguyên nấu ăn để mà kịp cái thời gian Nguyên đi học. Từ đó quen luôn. Mai mốt đi thi chương trình ẩm thực đi. Mua đồ bếp chẳng hạn. Chắc phải học nhiều hơn nữa mới đi thi được. Chỉ chuẩn bị tới cái tiếp theo là cải bẹ xanh. Cái món này mình chỉ cần lá thôi, mình không cần cọng. Mình cắt cọng bỏ. Sắc nhuyễn nó ra. Dạ đúng rồi. Nhật chưa có tưởng tượng được là Nguyên sẽ làm gì với cái món này đâu. Tại vì Nhật chưa ăn món gỏi này bao giờ. Gỏi bò thì ăn rất là nhiều loại, như là gỏi bò với cải mầm nè. Rồi gỏi bò với các loại rau khác như là rau muống chẳng hạn, cần wasabi là chưa. Sắc nhuyễn nó ra. Có gì nữa không? Tiếp theo mình sắc lá tí tô. Lá tí tô thì mình chỉ cần lá thôi, cũng không cần cọng. Này mình cũng sắc nhỏ nó vào. Như vậy như thế hai loại rau là Nguyên cũng đã cắt nhỏ và cho vào tô rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ làm gì? Tiếp theo mình sẽ nấu nước sôi để mình trụng trần bò qua một lát để cho nó chín tái đúng không? Rồi. Chứ không phải là mình xào lên hả? Dạ không. Tại vì trần qua thì nó sẽ mềm và nó ngọt hơn, chứ mình không có xào qua. Vậy hả? Nghe có vẻ rất là chuyên nghiệp, nhờ bắt đầu thèm rồi đó.
Nhờ đó là cái món này ngoài cái việc ăn chơi ra thì nó còn có cái tác dụng gì khác cho sức khỏe của mình không Nguyên? Vỏ bò wasabi á, nó sẽ làm cho mình dễ tiêu nè. Trong bò thì nó có nhiều chất sắt và nó cũng là bổ máu, thì cũng rất là nhiều vitamin trong cái món ăn này. Trong rau cũng có nhiều vitamin đúng không? Đúng rồi. Như vậy là một cái món vừa ăn chơi mà vừa bổ sung cho sức khỏe đó thì rất là nên làm ha. Nguyên sắp làm đôi đi nhờ phụ cho ha. Sắc mỏng như tờ giấy rồi, phải không? Đúng rồi. Lát càng mỏng càng tốt. Đâu đúng không? Không, Nguyên nghĩ là như đây là đủ hả? Nước cũng đã sôi rồi. Bây giờ thì để Nguyên trộn bò còn nhặt sắc ớt cho Nguyên nha. Rồi sắc ớt như thế nào Nguyên? Nghĩ là sắc nửa ra rồi xong bỏ hộp mà mình sắc lát mỏng như sợi chỉ á. Sợi mỏng đúng không? Đúng rồi. Rồi, Nhật đã rửa thớt sạch sẽ rồi, bây giờ Nhật sẽ sắc nguyên chục bò đi. À, mình cho vào trong tô mình trụng mấy ha. Tại vì bò rất là dễ chín. À, mà mình cũng sắc mỏng đó đúng không? Đúng rồi. Khâu chuẩn bị xong rồi mình sẽ trộn chung mọi thứ lại trộn gỏi đúng không? Đúng rồi. Để trả cái tô này về lại cho Nguyên phải không? Đây. À, chắc nhờ Mỹ Nhật sắc ớt xong rồi làm được nguyên cái tô mà để mình để gỏi lên. Đúng rồi. À, rồi. Cái tô đó ở dưới là sẽ có đá. Và ở trên là mình sẽ làm một lớp giấy bạc ở trên á, để cho mà khi mà để gỏi lên nó sẽ lạnh ăn rồi. Giòn hơn. À, Nhật hiểu rồi, rất cách trình bày cũng rất là hấp dẫn nữa. Để nhờ sắc ớt xong Nhật làm cho. Nguyên có một cách nấu ăn rất là nhẹ nhàng. Một tuần thì Nguyên vào bếp khoảng bao nhiêu lần? Một tuần thì Nguyên vào bếp khoảng 3 lần. 3 lần hả? Thôi vậy cũng đủ rồi. Nói vậy bây giờ là mình sẽ trộn chung mọi thứ lại với nhau. Bỏ nước gỏi vào. Cái nước hồi nãy mình mới làm xong đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, mình bóp chung lại vậy luôn á hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình trang trí hả? Đúng rồi. À, giờ mình bỏ ra thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi mình cứ bỏ lên thôi. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh hấp dẫn quá à. Rồi bây giờ mình trang trí cái gì lên Nguyên? Giờ mình trang trí vài cái rau thơm vào. Tí ớt. Mình ăn cái món này với lại nước chấm, nước tương với lại wasabi. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Để Nhật xem. Ồ, lạnh ngắt luôn, tại Nhật bỏ đá rất là nhiều bên phía bên dưới giấy bạc này. Mùi thơm cũng rất là quyến rũ nữa. Bây giờ Nhật dùng thử được không? Được chứ. Chủ với dám ăn thì khách với dám ăn. Cái thử nghiệm trước. Tại Nhật cảm ơn. Có cả bò cả cải luôn ha. Hấp dẫn quá. Mình nhận thấy sao? Hơi nồng hả? Một tràng pháo tay cho bạn Lê Khôi Nguyên. Rất là ngon. Nguyên ăn thử đi. Ăn xong rồi Nhật sẽ nói cái cảm nhận của Nhật cho Nguyên nghe. Thấy sao? Có giống như ngày đầu tiên làm không? Vừa ý chưa? Được 9-10. Nhật thấy cái việc cay nồng này rất là hợp với khẩu vị của Nhật, cho nên Nhật thấy vô cùng ngon. Còn không biết quý vị như thế nào, nhưng mà để cảm nhận rõ nhất thì chúng ta nên làm thử ở nhà để thưởng thức nhé. Cái bò nó thấm được cái vị cay và nồng của wasabi và của cải bè xanh, cùng với một chút chua chua trong cái nước chấm mình làm nữa. Nó hòa quyện lại với nhau, có cái hương vị ớt ở đó nó rất là ngon, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Khôi Nguyên rất là nhiều đã cùng đồng hành với chương trình và mang đến cái món ăn lạ này. Hy vọng sẽ còn gặp lại bạn và tiếp tục biết thêm nhiều cái món ăn mới nữa. Cảm ơn Nguyên. Cảm ơn chương trình. Quý vị khán giả thân mến, đôi khi những cái nguyên liệu rất là quen thuộc với chúng ta mỗi ngày rồi, như là thịt bò với lại rau cải bè xanh chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu một chút xíu, chúng ta sẽ biết được cái sự kết hợp của nó. Và chắc chắn quý vị sẽ hài lòng với sự kết hợp này, cụ thể là món gỏi bò wasabi ngày hôm nay. Chúc quý vị thành công với món ăn này. Còn bây giờ thì Mỹ Nhật và Khôi Nguyên xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị.